Bạch thầy, tại sao con càng học Phật lại thấy mình nhiều lỗi quá? Có phải con đi lộn đường không? Hột dịch mà còn lộn Hồ Chí Minh. Thưa đại chúng á, khi mà mình tu mà mình thấy mình có cái lỗi đó, nó có cái hay. Như người xưa thường dạy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình lỗi. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ thấy chúng ta ngu và lỗi và chúng ta dừng chỗ này, thì cái ngu và lỗi này nó trở thành trở ngại cho mình. Nếu mình thấy mình ngu thì mình phải ráng chịu khó học. Nếu mình thấy mình lỗi thì mình ráng mình tu sửa cái lỗi. Như vậy mình mới người là người thăng tiến. Pháp Hòa ví dụ như mình nói với con mình: con nấu cơm hư, nấu khét mà không chỉ nó cách nấu. Như vậy đâu có được. Như vậy mãi mãi cái hư nó sẽ ở với con mình cho suốt kiếp. Cho nên thấy lỗi là điều tốt. Vì sao? Vì Đức Phật dạy trong kinh: trên đời này có hai hạng người quý, một là người không lầm lỗi, hai là người có lỗi mà biết phục thiện. Và trong năm cái điều trở ngại cho mình, năm cái điều chướng ngại, trong đó có hôn trầm là buồn ngủ nè, không tin là bất tính nè, giải đãi là lười biếng nè, trạo cử nè, nhúc nhích, cửa quệ, rồi gì nữa, hối hận. Thì cái chỗ hối hận đó, tại sao người hối hận là tốt? Vì chỉ hối hận mà không biết sửa những cái gì mình hối hận thì nó thành trở ngại cho mình. Ví dụ có nhiều người đi đến con đường tự vận. Tại sao? Thấy mình lỗi quá. Thấy mình sống mấy chục năm hại gia đình, hại cha hay mẹ thôi, cuộc sống tôi bây giờ vô nghĩa quá, chết. Cái đó không đúng. Mình thấy suốt 30 năm qua mình làm khổ cha mẹ, bây giờ mình thấy cái lỗi đó rồi, thì kể từ bắt đầu từ hôm nay mình phải làm lại cuộc đời để mà mình bù lại hay là chuộc lại những cái sai lầm mà chúng ta đã làm. Ngày xưa mình không biết mình dùng cái thân này làm bậy, đừng có bỏ cái thân này. Vì sao? Vì thân này nó quý lắm, mất cái thân này không biết chừng nào có nữa. Cho nên ngài Quy Sơn mới dạy làm sao: nhất thất nhân thân và kiếp bất phục. Một lần mất thân rồi, muôn kiếp khó có được. Cho nên đời này có thân, không nên hủy thân, không có nên làm cho cái thân của mình nó thành ra trở thành vô nghĩa. Người xưa dạy mình sao? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà ôi cát bụi tuyệt vời. Cát bụi tuyệt vời là thân này trước sau cũng cát bụi. Nhưng mà trước khi nó thành cát bụi, chúng ta hãy xây nhà lầu, xây biệt thự. Mặc dù nó là biệt, nó là cát bụi, nhưng đừng thấy cái thân này cát bụi rồi chúng ta không làm được gì hết. Vì vậy mà kinh Pháp Cú dạy mình á: như nhiều cánh hoa kết lại thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân con người sanh tử này, chúng ta hãy làm thật nhiều điều tốt, điều thiện sự. Cho nên trước khi thân này hủy, phải dụng thân này cho đúng. Giống như bình hoa này, mình biết trong 2 tuần tới nó sẽ không đẹp được như vậy đâu. Cho nên trong những ngày này, chỗ nào cần trang trí, bưng nó tới. Hồi nãy nó trong phòng ăn á, giờ nó ra bàn này. Rồi cái lát tới chiều nữa, em tổ chức thiền trà, bưng nó xuống đất, trang trí cho thiền trà. Thậm chí xin lỗi, ngày mai có một cái đám gì đó cần bình hoa này, vẫn đem nó ra sử dụng. Vì bản thể nó là phụng vụ cho chỗ nào cần có mặt thì mình hãy có mặt. Mình hãy có mặt, mình hãy có mặt cho cuộc đời này trước khi mình vắng mặt. Cho nên đừng bao giờ vì giận ai mà cứ vắng mặt hoài. Hỏi thôi, có mở chợ cũng đông, không mở thì chẳng bữa không bữa nào. Pháp Hòa mới nói: có mở thì chợ, không mở thì chợ cũng đông, phải không? Nếu có mở thì chợ sẽ đông thêm một người. Cho nên đừng có giận ai mà mình tự vắng mặt cho những cái buổi cần có mặt. Ví dụ dỗ cha mẹ, mình giận anh giận em,
đâu có liên hệ gì tới cha mẹ. Mà có nhiều khi trong một gia đình cúng dỗ mà hãy có người này không có người kia, có người kia thì không có người này. Thiệt sự cái buổi cúng dỗ đó đó, quý vị biết không, tại mình không thấy thôi, chứ cha mẹ buồn đó, cha mẹ sẽ rất tủi đó. Cho nên mình nên dẹp cái ngã đó đi. Cái đó là sống bằng bản ngã đó. Mà cái ngã là cái tôi, mà cái tôi của mình nó nhỏ xíu à. Còn cái đại thể nè, đại thể mới quan trọng. Còn cái mình là tiểu ngã thôi, ở đây là đại thể. Cho nên mình bỏ được cái đó gọi là tu đó. Mình cứ luôn luôn tâm niệm ta không là gì, ta mới là tất cả. Phải không? Ta không là gì, ta mới là tất cả. Thí dụ mình nói tôi là ca sĩ, cái mấy sĩ khác không làm. Còn mình nói tôi là tu sĩ, quét nhà cũng được, nấu ăn cũng được, chùi cầu cũng được. Tại vì người tu sĩ là người phải làm tất cả việc. Vì tu là sửa, người tu là tu sĩ. Anh chùi cầu là chùi tâm, anh quét nhà là quét rác tâm. Chỗ nào cũng là chỗ anh tu hết. Chứ không phải là mình một cái sĩ nào rồi mình không làm những sĩ khác. Một ca sĩ đi quét nhà cũng được. Cho nên có nhiều vị ca sĩ cũng dễ thương lắm. Tới chùa thấy việc là làm, tới giờ là lên hát. Phải không? Cho nên mình tự cho mình là ai rồi không làm việc đó sẽ lỗ. Còn mình không là gì thì mình lân mẫn với tất cả mọi nơi. Cho nên các vị Bồ Tát là vậy đó. Bồ Tát là người có khả năng lân mẫn với tất cả mọi nơi mọi chốn, tùy theo cái nhu cầu của chúng sanh.